Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Chúc tất cả anh em xem được video thì luôn luôn giành chiến thắng rực rỡ. Ok. Là một tay xỉu này. Năm củ này. Tất cả những anh em cùng đam mê cùng sở thích nhớ chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, anh em cùng nhau mở bát tay đầu tiên xem nó rực rỡ được không. Ok, chúng ta cùng nhau mở bát nào. Một chấm là say đắm. Một chấm là say đắm. Ngon lành cành đào luôn. Vào một tay tài nữa này. Một củ rưỡi anh em không? Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay tiếp theo. Nói chung là xu hướng cầu chính chạy như thế nào thì anh em cứ pha như thế thôi. Cứ theo cầu không giàu cũng đủ ăn anh em ạ. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến tiếp. Vào một tay xỉu này. Một củ hai. Nhẹ nhàng theo cái xu hướng cầu 1-1. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả tay này xem là rực rỡ không. Ok. Ui rồi, gãy cầu. Gãy cầu 1-1 anh em ạ. Gãy cầu 1-1. Cầu đang hơi hướng chạy bệt này. Vào một tay ba cù. Những anh em nào mà chúng ta chưa có phương pháp chơi, anh em tham khảo những cái video của mình. Những video của mình thì nó không phải là quá là hay nhưng mà tự tin anh em là giúp anh em về bờ được. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Ui sao. Ngon luôn anh em ạ. Ngon luôn, ngon luôn. Vào một tay nữa. 9 lít. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay này xem rực rỡ hay không nhá.
Ok. Anh em cùng nhau mở bát nào. Rồi, tay này nhẹ thôi. Không thành công. Bây giờ lên được 66 rồi, có lãi rồi, 66 của 8 thì mình sẽ chiến nốt tay 8 lít theo cái xu hướng cầu hồi tài anh em nhé. Đây, biệt cầu gãy cầu trả về cầu hồi. Nốt tay này 8 lít, được thua cũng nghỉ. Nốt tay này 8 lít, được thua nghỉ. Đấy anh em nhé. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát xem là tay này có rực rỡ được hay không anh em nhé. Có uy tín được hay không nhá. Xem là tay này có rực rỡ được hay không. Rồi. Rực rỡ luôn anh em ơi, lên 67 củ rồi. Tất cả anh em xem được video cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến, nhớ được tiếc mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ anh em nhé. Chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.